tình yêu và đặc ân Thiên Chúa ban cho các người mẹ. Và giáo xứ Đức Mẹ Na Vang rất vui mừng hân hoan có được thêm 6 người mẹ trong hội các bà mẹ Công giáo. Các bà thân mến, sau một thời gian cầu nguyện chuẩn bị và hôm nay các bà đã sẵn sàng để trước mặt cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Na Vang cũng như tại nhà thờ Đức Mẹ Na Vang đây để cùng tuyên hứa trước mặt gia đình thân quyến cộng đoàn giáo xứ giáo hội Công giáo và để trở thành những người hội viên của các mẹ Công giáo qua biểu tượng lá cờ của các mẹ Công giáo, khăn quàng và phủ hiệu hội các bà mẹ Công giáo Việt Nam tại nước Mỹ này cũng như tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mục đích của hội các mẹ Công giáo là thứ nhất là theo gương của Đức Mẹ Maria, là Đức Mẹ Maria là người đã đưa chúng ta hay hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Cho Đức Mẹ Maria là nhịp cầu để đưa con người đến cùng Chúa Giêsu. Đồng thời nữa là chúng ta có Thánh nữ Morica là bổn mạng các mẹ Công giáo. Có nghĩa rằng Thánh nữ Morica là một người gương mẫu để hướng dẫn và liên kết giữa Thiên Chúa với gia đình, với các con, với chồng. Tình ai yêu thương,